tôi từng gia cùng gì đau khổ hơn như vậy. Nếu mà ông trời cho cơ hội trở lại một lần nữa, thì tôi sẽ nói cô gái đó với tôi. Nếu nhất định phải trong kỳ hạn trong quyết định này, thì tôi hy vọng là 10 năm. Hy vọng là 10 năm sau em vẫn sẽ nhớ những ngày tháng cũ. Nỗi buồn anh gom hết, dối trá một mình gánh đủ. Em tất cả viết lên giấy, anh nhốt mình vào ở trong phòng thu. Những tình cảm mà em trả, nó xin một tim làm nơi cư trú. Anh lùi về khu mà anh từng sống, đầy hỗn độn và đầy lo toan. Em rời xa anh vì sự im lặng giao thiết trên bức an toàn. Khi mà bản ngã của anh nó luôn nặng chịu nghiêng về phía em. Khi tất cả những thứ mà anh đong đếm góp nhặt em đều quên xem. Khi đôi môi em còn đỏ nhưng môi anh lại chẳng có son. Khi vòng tay anh còn mở nhưng đôi vai em giờ đã không còn. Khi góc phố đó một màu u uất dùng thay từng bước chân anh. Khi mà tâm trạng anh tan chậm, bản thân tục dốc không phanh. Chẳng màng đến việc quên đi anh đủ khoảng lặng để khiến mình nhớ. Để nhạc anh viết cho em cũng chẳng còn lại gì để trông chờ. Thực tại sẽ là cực hại cho đôi mắt của một kẻ si tình và anh vẫn luôn dang rộng vòng tay. Tình yêu anh đã trao em, mở xa nơi phía cuối trời. Tình yêu anh đã mang dây đến em.